Những lúc trời đổ mưa nặng hạt, mọi hoạt động ngoài trời hầu hết sẽ được tạm ngưng. Và với những người đi xe máy, không ít trường hợp sẽ chọn cách trú mưa để khỏi ướt và tranh thủ xử lý công việc phát sinh hay tồn đọng. Lợi dụng những lúc này, kẻ cướp lại ra tay. Như vụ việc mới xảy ra tại khu vực quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mà camera an ninh ghi lại là một ví dụ điển hình. Mời quý vị cùng theo dõi để cảnh giác. Lúc này trời đổ cơn mưa khá to. Một nạn nhân mặc áo mưa màu đỏ đang dừng xe trú mưa, lấy điện thoại đã sử dụng. Ngay sau đó, không ngờ một đối tượng nam chạy xe lên lề, áp sát từ phía sau, giật điện thoại, rồi nhanh chóng tẩu thoát trong sự bất lực của nạn nhân.